Hello mọi người, lại là mình đây. Jun nè, cô nữ hoàng thông tin ơi, cô có thấy con đẹp trai không? Đấy, thấy mọi người, bạn gật đầu là bạn khen mình đẹp trai á. Rồi, tiếp đến là clip của ngày hôm nay. Thì hôm nay là sẽ có một cái trò chơi mọi người. Là sẽ có mọi người đặt câu hỏi, và trong bầu team của tụi mình sẽ trả lời nha. Thì chơi cái trò chơi dạng câu hỏi này là mình cũng chưa biết trước là mọi người sẽ hỏi cái gì nữa. Ví dụ như là anh Jun có người yêu chưa nè, hoặc là ai giàu nhất trong bầu team đó, đó kiểu thế mọi người. Nhưng mà trước khi tới với clip này mọi người đừng quên nha, thì vào ngày mai là mình sẽ trả kèo mini game VIP Pass này nha mọi người. Thì ở trong cái gói này lần này là mình thấy đồ hơi bị xịn nè, tới tận hai bộ đồ luôn mọi người, với lại một chiếc xe máy này. Còn cái cách tham gia mini game thì đầu tiên là mấy bạn phải bấm like, đăng ký kênh và ấn cái chuông nha mọi người. Những bạn nào mà đã bấm rồi thì thôi, còn những bạn nào mà chưa bấm thì cho mấy bạn bây giờ là bấm nè. 3, 2, 1, cảm ơn mọi người rất nhiều ha. Bước thứ hai là mình lựa tên. Rồi bước thứ ba là mấy bạn hãy vô cài đặt, mấy bạn sao chép cái ID lại giúp mình luôn, để sau khi mà mình biết ID của mấy bạn rồi là mình sẽ gửi nó dễ dàng hơn nha. Sau khi mình đã tham gia xong rồi thì vào ngày thứ hai là mình sẽ trả kèo nha. Thì mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất, rồi mình sẽ tặng cho bạn ấy một cái gói VIP Pass. Ok, không cho mấy bạn chờ lâu nữa, bây giờ là chúng ta sẽ tới với clip hôm nay. Đi thôi. Ok, thì hiện tại là mình đã kéo gọi là bầu team của tụi mình đã tới chỗ nhà chị Di Di rồi nha mọi người. Thì hôm nay là mình sẽ chơi một cái trò chơi, đó chính là đặt câu hỏi và trong team sẽ trả lời nha. Thì hiện tại là ở đây là có 6 thành viên nha mọi người, mình nữa là 6 á. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ tới bắt đầu cuộc trò chơi nha. Ok chưa, sẵn sàng chưa? Let's go. Ai là người trẻ trâu nhất trong team? Rồi, ai là người trẻ trâu nhất trong team vậy? Là ai? Bắt đầu từ Bibi nha nha. Ai là người trẻ trâu nhất Bibi? Bibi. Bibi à? Tiếp đến là anh Thanh hồi sau. Anh thấy ai là người trẻ trâu nhất trong team? Vào đây. Rồi chị Di Di. Bibi. Rồi xong rồi, xong rồi. Anh Toàn anh thấy sao về Bibi? Người trẻ trâu nhất hả? Đúng rồi. Chắc là Quỳnh Body đấy em ơi. Trời. Anh không tôi, biết là anh có biện minh không nhờ? Tôi không đồng tình với cái vote này. Tôi nghĩ là anh Jun rất là trẻ trâu nhất. Tôi không. Vote Jun đó. Không nha, thì tôi cũng thấy là Body trẻ trâu nhất nha mọi người, nên là chốt lại là Body. Ok, thì cái câu đầu tiên là ai trẻ trâu nhất là đã có kết quả rồi nha mọi người. Bây giờ là chúng ta sẽ tới với cái câu tiếp theo. Ai là người giàu nhất trong team? Ai là người giàu nhất trong team? Ai là người giàu nhất hả? Ừ. Thì theo tôi nghĩ nha, là chị Di Di là người giàu nhất. Gì vậy? Ủa nha. Không, bây giờ là mình sẽ từ bên Bibi quay lại nha. Bibi. Junbi là người giàu nhất. Cái gì vậy ta? Junbi là người giàu nhất. Ủa cái gì vậy? Đúng rồi, Junbi là người giàu nhất. Anh Thỏ, sao vậy? Mình chơi bao nhiêu lâu rồi mà sao giờ anh... có nói lại không? Cho anh nói lại á. Đúng rồi, là sự thật quá. Rồi chị gì đi. Junbi là người giàu nhất. Vậy là không được rồi, tôi tin tưởng là ông anh của mình mọi người. Anh Toàn, anh nói gì vậy anh Toàn? Người giàu nhất đúng không? Không những giàu nhất trong game mà còn giàu nhất ở ngoài đó, là Junbi đó mọi người. Thôi nói gì chịu ơi, biết sao giờ sao cãi. Thật chất Junbi kiếm 90 triệu một tháng đó các bạn. Ok, thì nãy là câu hỏi là ai là người giàu nhất trong team, thì là mọi người kêu tôi mọi người, nhưng mà tôi không có chịu. Đó, bây giờ là chúng ta sẽ tới với câu hỏi thứ ba nha. Ai là người hung dữ nhất trong team? Thì câu hỏi là có tên là ai là người hung dữ nhất trong team. Anh Toàn nghĩ sao anh Toàn? Hung dữ hả? Đúng rồi. Anh thấy body hung dữ lắm. Body hung đúng. Dữ hả? Trời, gì cũng tôi trời. Ai là người hung dữ nhất Bibi? Bibi. Gì ta? Còn gì nữa, chính xác. Ủa? Anh Thanh hồi sau thấy ai nha anh Thanh? Body. Đúng rồi. Rồi anh không biết là anh Body nghĩ sao nha. Tôi nói thật, tôi nói công tâm nha. Là tôi thấy là Bibi. Thấy gì ta? Có thấy không, vừa nói thôi là định làm gì người ta đó, thấy không? Thấy hung dữ chưa? Thì theo mình thấy nha, là ai là người hung dữ nhất là mình thấy Bibi nha mọi người. Tuy là hiền vậy thôi, nhưng mà một khi là cọc lên này, có khi là tới luôn á. Tới là mọi người biết rồi đúng không? Đúng không mọi người? Đúng. Rồi bây giờ chốt lại là chúng ta hãy bỏ phiếu nha. Một Bibi rồi à? Hai Bibi. Một Bibi. Hai Bibi. Ba Bibi. Rồi xong, Bibi. Bibi đi. Nhảy xuống. Đứng dậy, nhảy xuống. Nhảy xuống. Quý mày chứ. Ok, bây giờ là chúng ta sẽ tới với câu hỏi tiếp theo. Ai là người chăm chỉ nhất trong team? Ồ, câu hỏi có tên là ai là người chăm chỉ nhất trong team mọi người? Hai. Là ai ta? Từng người đi. Anh Bibi thấy sao nha? Thấy Bibi chăm chỉ nhất. Ồ, Bibi hả? Anh Toàn? Chăm chỉ thì anh thấy tới ba người chăm chỉ hay nhiều á. Nhưng mà có người làm biến nhất thì anh biết nha. Là ai vậy? Ai vậy? Ai làm biến nhất? Làm biến nhất là Junbi á. Tối ngày ngủ không mà mọi người. Ủa cái gì vậy ta? Người ta quẳng ra clip đều nha. Anh hãy lên ra qua ngủ quên luôn đó mọi người.
Không có, không, có. Không thông báo nhiêu team đâu mà. Đi nữa đóng phạt nha. Ôi, chưa đóng tiền phạt nữa, bịch luôn á. Đúng rồi, 40.000 á. Không mấy mình hỏi lại được không? Bây giờ anh đưa ra ba đáp án đó. À, chăm chỉ thứ nhất thì body. Thứ hai thì duy duy thanh hoài sao rồi. Ủa vậy ơi. Ủa cái gì vậy ta? Ủa? Chăm chỉ cũng có tôi trong đó mà mọi người. Cái gì vậy? Không nha. Đây là ngang phải có em chứ trời. Em chăm chỉ về cái mảng khác. Đó mới nói là ngủ rồi, chăm chỉ nào? Đó đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chăm chỉ gì sơ sơ hở là ngủ à. Chị Di Di thấy ai chăm chỉ nha? Anh Toàn với lại BD. Rồi BD có nói gì không BD? Tôi thì nói với mọi người cũng không có sai. Nhưng mà kiểu như không có nổi các bạn. Nhưng mà nói về chăm chỉ thật sự, cố gắng thật sự, tôi nghĩ là anh Toàn á. Anh nói chung anh thức đêm, anh xuyên đó các bạn. Mặc dù đi làm nhưng mà anh nói chung thời gian rảnh là anh tập trung vô phát triển kênh YouTube á. Cho nên các bạn ủng hộ kênh anh Toàn nha các bạn. Kênh anh Toàn là gì Jumi? Toàn Zalo. Đó, trời ơi. Rồi không biết là anh Thanh hồi sau cảm thấy thế nào về ai là người chăm chỉ nhất trong team? Nói mà về người chăm chỉ nhất trong team thì anh cũng nghĩ là anh Toàn luôn. Ok, thì câu hỏi vừa nãy là ai là người chăm chỉ nhất là anh Toàn nha mọi người. Thì bây giờ là chúng ta sẽ tới với câu hỏi tiếp theo. Thì hiện tại là trong cái team mình ai cũng làm YouTube hết là điều chắc chắn rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ tới với câu hỏi mà liên quan tới những người làm YouTube nha. Rồi. Ai là người có anti fan nhiều nhất trong team? Ây da, câu hỏi này có vẻ như là hơi bị thú vị nha nha. Ai là nhiều người anti fan nhất vậy? Anh Thanh hồi sao? Riêng anh thì nghĩ là body. Trời lên tu nữa. Baby. Riêng là body rồi. Chị gì gì? Theo chị nghĩ là ai nhiều anti fan nhất trong team của mình? Còn ai nữa? Ai? Ây da, trời ơi. Vậy? Cái gì vậy ta? Múa dữ rồi trời, anh Toàn. Theo anh nghĩ là ai? Có đi với ai nhưng mà anh không báo là Di Di có một anti fan á. Trời ơi. Ai anh ai vậy? Không biết là nói đó. Không biết là anh BD có biểu minh gì không nhỉ? Khi mà trong team ai cũng kêu anh là nhiều anti fan nhất. Chắc mọi người chỉ nhìn được cái tảng băng rồi là tảng băng ở trên thôi, phần trên phần nổi thôi các bạn, còn phần chìm đâu ai biết. Thì theo tôi nghĩ là phần chìm của body vẫn là anti fan nhiều hơn nha mọi người. Nên là chốt lại là body là anti fan nhiều nhất. Không phải tôi mọi người. Ok, thì câu hỏi vừa nãy là mình cũng đã có kết vẽ rồi nha mọi người. Đó chính là body nhiều anti fan nhất trong team của mình. Đó. Bây giờ là chúng ta sẽ tới với câu hỏi tiếp theo, cũng là câu hỏi cuối cùng. Ai có người yêu online nhiều nhất? Vậy câu hỏi này là ai trong team có người yêu online nhiều nhất à? Ừ. Ồ, là ai vậy? Anh Thọ. Theo anh là Junbi nha. Cái gì vậy ta? Bi đi. Tôi nó luôn ở đây là Bi nhiều nhất. Bi à? Bi gì à? Junbi. Cái gì vậy ta? Ở đấy à? Junbi là nhiều nhất nha mọi người. Cầm cái búa gõ đầu sẵn đây nè. Chị gì gì? Nói gì cho Bình em cái coi. Không biết, chị đang say ai nè. Lộn. Ôi trời. Ủa? Là ai vậy? Là Junbi. Cái gì vậy ta? Lúc nào Junbi cũng thấy tên này gái hết trơn á. Đúng rồi. Tính ra nãy giờ không có ai tên Ly luôn á. Kìa, yeah, đứng này kia kìa. Nên anh Toàn mới hỏi là ai mê gái nhất trong tim? Ủa gì đúng hả? Là em sẽ chỉ người này. Ơi, sai nha. Tôi không có nhà canh kia kìa, cái anh Thanh Hòa Sao đó. Ờ, đúng rồi, ông Thanh Hòa Sao ông cũng nhiều gái lắm mọi người. Họ không Toàn với Junbi là biết. Tôi ừ. Không hề nha. Không, mê gái là hôm nay. Có nữa đó, nữa. Ông ấy mình còn còn mình tập trung vô câu hỏi được không? Rồi, chốt câu này là Junbi nha mọi người. Câu gì với Junbi gái bu nhiều lắm mọi người. Thôi chịu ơi, nói gì chịu ơi, biết sao giờ mọi người. Cái gì cũng đưa với tôi đó. Thì hôm qua là có mọi người đông đủ trong bầu team á mọi người, nên là sẵn tiện rủ mọi người đi quay những cái câu hỏi luôn. Thì mọi người có thích làm những cái series này không? Quay chung cùng với team nhiều hơn nè. Nếu mà muốn thì có thể là bình luận ở dưới cho mình biết quá nha. Thì hôm nay là ngày Chủ nhật mọi người, là chúng ta sẽ có bộ đồ liên quan này, thấy không? Đó. Thì bộ đồ này là bộ đồ cũ thôi. Hôm bữa là mình đào ra cái kính với đôi giày này, thiếu bộ đồ thôi mọi người. Chắc là tối là mình sẽ đi đào ha. Còn hôm nay là mình sẽ đi vô chỗ cái ông sưởng chế tác này, mình nhận ở chiếc xe bánh kem mọi người. Đây, chiếc xe kem của mình chế tạo xong rồi nè. Trời ơi. Nếu mà xe kem này là mấy bạn làm nhiệm vụ thường xuyên là chắc là hôm qua hôm kia đã nhận được rồi. Giờ mình mới có cơ. Ơ không biết là xe bán kem này có bán kem được không ta? À, nó chỉ chạy thôi mọi người. Chứ nó không có chất. Ui, nó không có tiếng luôn à. À có. Trời ơi, cũng Guti ha. Đồ free mà mọi người, nên là làm nhiệm vụ kiếm nha. Thì thay vào đó hôm nay là các bạn điểm danh là ngày thứ tư nè mọi người. Chúng ta sẽ nhận được 15 viên kim cương. Ngon nha. Thì những bạn nào mày đang thiếu xu kem á, là mình khuyên là mấy bạn hãy vô đây mấy bạn bốc thăm nha mọi người. Bốc thăm cái hộp kem này. Thì cái xu kem này là khi mà mấy bạn mở ra được cái xu kem ấy, nó khá là nhiều nha.
nó đâu có tầm nè 30 tới trăm mấy á. Hôm bữa là mình mở ra 150 số kim luôn mọi người. Hình như là mình nghĩ 150 là nó sẽ bị mắc. Ô cái đầu tóc nè. Cái mũ kim dâu mọi người. Gì nay hơn vậy? Rồi thử được cái gì nữa không ta? Rồi thấy không mọi người, 120 xu luôn. Rồi tính lại là làm nhiệm vụ kia cũng phải là tới 3-4 cái nhiệm vụ mới được 120 xu á. Thì là quay với tên vậy thôi, chứ mình đâu có quên là cho những cái bạn fan mình lên TV đúng không mọi người. Thì chúng ta là sẽ đi qua phía bên đây nha. Đó, anh sẽ hôm nay là anh chỉ đi server thôi. Tại hôm nay là anh đổi qua cái nhà này rồi là kiểu như là tên nó bị dính nhau quá, đọc không được mọi người. Trời ơi, đây ha. Thì lát nữa là có tên ở trong đây là mọi người có thể là bình luận dưới cho anh biết quá nha. Đây là hàng đầu tiên nè mọi người. Trời mấy bạn chào quá trời luôn kìa. Cô Tia giờ gì đấy? Mẹ ơi con được lên TV. Cái thằng bé này thiệt chứ. Rồi ha, đây là phía hàng đầu tiên nè. Ui có ăn trồn nữa nè mọi người. Đúng nào nhà mình cũng có mấy ăn trồn hết. Vậy anh Vui đẹp trai, ừ anh biết mà, cảm ơn nha. Trời ơi, rồi bây giờ là chúng ta sẽ qua hàng bên đây. Ui, biết cái đầu to vậy. À nó ăn cái bánh mà đầu to kìa mọi người. Đây ha, bạn ngon rồi nè. Trời ơi, ui, Vui đất của Trần Nhã kêu tôi Vui đất mọi người. Cái gì vậy, trời. Gì, kẻ làng ơi cháu được lên TV rồi. Trời ơi, chúc mừng cháu nha. Trời ơi, cảm động dễ sợ chưa. Rồi ha, chúng ta sẽ đi qua hàng thứ hai. Trời ơi, có những bạn này. Đấy, hiện tại là 12 giờ trưa mọi người, 12 giờ rưỡi á. Mà mấy bạn này vẫn chờ mình luôn. Trời ơi, dễ thương vậy. Rồi ha, thì hiện tại là mình đã cho mấy bạn lên clip lên TV hết rồi nè. Thì hôm nay là clip nó sẽ bị hơi dài lên là anh sẽ không đọc tên nha. Ok, thì clip của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Những bạn nào mà xem tới đây thì đừng quên là ủng hộ cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nhé. Máy yêu mọi người nè. Và còn nữa, mọi người nhớ là tham gia mini game nha. Ngày mai là mình sẽ tặng cho một người ngẫu nhiên, random quá mọi người. Là ai may mắn nhất là mình sẽ tặng cho mọi người một cái gói VIP Pass. Còn bây giờ thì bye bye. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo nhé. Bye bye.